Nam em tố phía Bùi Quỳnh Hoa chơi xấu sau lưng, vừa bóng gió đồng nghiệp lại tiếp tục hối lỗi xin sửa chữa, hứa sẽ ôn hòa, dễ thương. Có rất là nhiều cảnh giới của một người tổn thương nha. Đầu tiên là người ta sẽ gào khóc, tiếp sau đó người ta sẽ đập phá. Và trước cái level gào khóc thì người ta sẽ có những cái thái độ rất là khó chịu nha. Nàng Hồng ngỡ ngàng khi ngồi không cũng dính drama. Thì với Hoa thì Hoa không cần truyền thông như vậy, và tự nhiên mình lại bị lô tên trong đó. Vừa qua, nam em tiếp tục chỉ đích danh Bùi Quỳnh Hoa là người đã hãm hại cô. Trên story trang cá nhân, người đẹp Tiền Giang không ngại nêu thẳng tên đồng nghiệp. Cuối cùng người đê mình sau lưng lại là người của Bùi Quỳnh Hoa. Hay lắm em thật tuyệt vời, vỗ tay. Trước sự im lặng của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, nam em không dừng lại. Đến sáng ngày 7 tháng 12, cô tiếp tục đăng thêm một story khác, bóng gió khịa tên đối phương, một lần nữa nhận xét người kia thật tuyệt vời. Hậu bị gọi tên, Bùi Quỳnh Hoa lần đầu có động thái phản ứng trên trang cá nhân. Cô không đính chính, chỉ ngỡ ngàng với những gì đã và đang xảy ra, người đẹp đăng tải dòng trạng thái ngắn. Thắc mắc về sự việc đột ngột xảy đến với mình. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp bình luận an ủi Bùi Quỳnh Hoa, mong cô giữ vững tinh thần. Có thể thấy, rất nhiều khán giả hâm mộ đã lo lắng cho nàng hậu khi đang yên, đang lành tai bay và gió lại kéo tới. Sau khi gọi tên đồng nghiệp, nam em tiếp tục có chia sẻ ẩn ý, tôi cũng từng nói những lời gây sát thương rất cao. Nên tôi hiểu được chính những người chửi tôi cũng đang tổn thương rất nhiều, tôi không phải là người tốt, nhưng không phải là người xấu. Em gái song sinh của Lệ Nam cho hay cô muốn sửa đổi bản thân để học cách buông bỏ những tổn thương, cô đã tìm chỗ nương tựa tinh thần. Nam em cho hay mình sẽ quay về con số 0 để tìm lại con người thật của cô, vốn là một người dễ thương, ôn hòa, lễ phép. Trước đó, nam em cũng đã từng có drama với Bùi Quỳnh Hoa ngay trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam sau khi người đẹp này đăng quang. Trong cuộc thi này, Lệ Nam, chị gái song sinh của nam em cũng tham gia nhưng chỉ dừng chân ở vị trí top 10 chung cuộc. Sau khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang, nhận vương miện Hoa hậu, nam em lập tức có động thái không hài lòng trên mạng xã hội. Người đẹp Tiền Giang thẳng thừng chê trên trang cá nhân cùng loạt bài đăng khác cho thấy cô không phục trước kết quả cuộc thi. Không riêng gì Bùi Quỳnh Hoa, cách đó vài ngày Bạch Công Khanh là người chịu những lời ra tiếng vào vì chia sẻ của nam em. Người đẹp sinh năm 1996 chỉ thẳng tên FC của Bạch Công Khanh, cho rằng những người này đã hãm hại cô, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đời tôi đã nhịn nhiều rồi, lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên FC Bạch Công Khanh dĩ hòa vi quý rồi nhưng bên bạn lại cố tình muốn đê sau lưng tôi. Nam em cho hay từ những ngày đầu đi hát cô luôn muốn đồng hành với đối phương lâu dài, tử tế nhưng cuối cùng không nhận được gì tốt đẹp. Việc cô tỏ ra vui vẻ với Bạch Công Khanh cũng chỉ dừng ở mục đích làm khán giả vui. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận talk show ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được cái gì? Qua cầu rút ván, tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần FC của Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi nói là bây giờ không hát nữa buồn muốn chết. Vậy là tôi tin, tôi tiếp tục hạ mình, nhưng cuối cùng tôi sai. Bây giờ tôi không có còn tha thiết công việc này nữa, tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi. Nam em thể hiện sự bức xúc. Theo nam em, cô bị anti-fan hãm hại bằng cách gửi đồ ăn có chất thải. Nam em tuyên bố cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý tất cả những vụ việc. Từ trước đến nay, đã luôn nhẫn nhịn nên từ giờ sẽ không để bị ăn hiếp. Chồng sắp cưới của cô cũng được cho là đã bị thế lực nào đó làm ngộ độc thực phẩm. Tưởng chừng không hề liên quan gì loạt câu chuyện ồn ào này, nhưng nay Bùi Quỳnh Hoa là cái tên tiếp theo được người đẹp Tiền Giang gọi tên. Sự việc vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!